Xin kính chào các bố mẹ và các con yêu. Lịch sử Việt Nam luôn luôn tự hào hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Trong suốt quãng thời gian dài ấy, có biết bao nhiêu cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta chống lại kẻ thù xâm lược, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Có biết bao nhiêu nền văn hóa, văn minh đã được kiến tạo, xây dựng, gìn giữ và phát huy đến tận ngày hôm nay. Luôn luôn tự hào là người con Việt Nam anh hùng. Cô là Lê Hường, là giáo viên thuộc hệ thống giáo dục quốc tế UNESCO Edu, sẽ đồng hành cùng các con trong chuỗi video khám phá về lịch sử Việt Nam. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi! Let's go! Những hình ảnh vừa rồi, chắc chắn bạn nhỏ nào cũng nghĩ về chiến tranh, đúng không nào các con? Các con thân mến, chiến tranh đã qua đi từ rất là lâu, nhưng hình ảnh các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ vẫn còn mãi trong tim mỗi người dân Việt Nam. Chính các anh đã góp phần tạo nên những trang sử hào hùng, chói lọi của dân tộc ta. Trong số rất nhiều những chiến sĩ đã ngã xuống, có những anh ra đi còn rất trẻ. Và một trong số đó là anh Lê Văn Tám, là người anh hùng dân tộc mà ngày hôm nay cùng muốn kể đến với các con thông qua câu chuyện Ngọn Đuốc Sống Lê Văn Tám. Các con cùng nghe cô kể chuyện nhé! Ngọn Đuốc Sống Lê Văn Tám. Được quân Anh che chở và giúp đỡ, ngày 23 tháng 9 năm 1945, giặc Pháp nổ súng ở Sài Gòn, hòng quay trở lại cướp nước ta. Nhân dân Sài Gòn sôi sục căm thù, xông lên đánh trả quân xâm lược. Tại một xóm trọ nghèo thuộc ngoại ô Sài Gòn, có một chú bé Lê Văn Tám. Tám mồ côi cha, ở với má, hàng ngày mang lạc giang đi bán dọc các phố đông. Tám biết rất rõ các tin chiến sự trong thành phố và hôm nào cũng mang về kể lại với cô chú trong xóm. Trận đánh ở cầu Thị Nghè gần Sở Thú, giặc Pháp chết cả trăm tên, làm cho Tám hả dạ biết bao nhiêu. Thì hình ảnh các anh chiến sĩ hiên ngang ngã xuống bên cạnh các chiến lũy càng làm cho Tám đau thương gấp bội, căm thù bọn giặc cướp nước gấp bội. Tám thường nghĩ, mình phải làm gì cho xứng với các anh. Thời này, chính quyền ta ở Sài Gòn đã tạm thời rút lui ra khỏi thành phố, chỉ để lại một đội quân cảm tử hoạt động. Tám được chú ba nhỏ trung đội cảm tử giao cho nhiệm vụ dò tình hình giặc. Tám thông minh, gan dạ, lại kín đáo, nhiều lần được chú ba nhỏ ngợi khen. Trưa hôm đó, Tám gặp chú ba nhỏ. Tám kể cho chú nghe những gì Tám đã chú ý sáng nay theo lời chú dặn. Về các bốt giặc, các loại vũ khí mới, chỗ để súng, rồi bọn lính Tây, lính da đen ở đâu kéo về đầy hết các đồn, các bốt. Cái kho xăng Thị Nghè bỗng dưng đẩy ắp các thùng cao chất ngất, rồi xe nhà binh đậu chật cái sân rộng, phi xăng thì nhiều vô kể. Chú ba nhỏ gật đầu. Tin quan trọng đó Tám, đúng là bọn chúng chuẩn bị càn quét rồi. Chúng ta phải làm gì để ngăn chúng lại mới được? Chỉ cần một mồi lửa là xong chú à. Đâu có dễ thế cháu. Có tin gì mới thì báo chú ngay nhé. Về nhà, Tám vào bếp giục mẹ rang cho Tám thật nhiều lạc giang ngon để tối nay Tám mang bán cho bọn lính gác kho xăng uống rượu như chúng đã dặn. Cơm nước xong xuôi, Tám đeo thùng lạc giang vui vẻ chào mẹ đi ra phố. Đêm vẫn chưa khuya nhưng chẳng mấy ai muốn ra khỏi nhà. Bỗng mọi người giật mình, một tràng liên thanh nổ phía kho Thị Nghè, rồi thình lình một tiếng nổ xé trời, tiếp đến là lửa. Lửa bùng lên cao ngút, lửa lan nhanh dữ dội, khói cuồn cuộn ngất trời. Trong cái biển lửa hừng hực ấy, người ta vẫn còn kịp trông thấy bóng một em nhỏ, toàn thân bốc cháy như một ngọn đuốc, di chuyển giữa các kho xăng. Không ai biết Tám đã lẻn vào kho xăng và đốt kho xăng như thế nào. Chỉ biết rằng hai ngày hôm sau, toàn bộ cái kho xăng đồ sộ Thị Nghè đã bị ngọn đuốc sống Lê Văn Tám thiêu rụi. Khép lại câu chuyện, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ nghẹn ngào, xúc động trước sự ra đi của anh. Anh là một tấm gương sáng về lòng yêu nước, sự thông minh, gan dạ, dũng cảm. Còn các con,
các con sẽ làm gì để báo đáp ơn nghĩa của anh đây? Mỗi bạn hãy suy nghĩ cho mình những bài học và cùng so sánh với cô Hương nhé. Bài học đầu tiên mà cô muốn nhắn nhủ với các con, đấy là bài học về tình yêu thương. Các con thân mến, đối với anh hùng Lê Văn Tám, tình yêu thương không chỉ dừng lại ở việc yêu thương những người thân trong gia đình. Tình yêu thương ấy rất rộng lớn, đấy là tình yêu thương đồng đội, đồng chí, đồng bào. Chính vì thế mà anh không ngần ngại xả thân mình bảo vệ người dân Sài Gòn. Bài học tiếp theo mà cô muốn chia sẻ với các con, đấy là các con hãy cố gắng chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, bố mẹ, thầy cô và những người lớn tuổi để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Từ những hiểu biết, tình yêu thương, các con hãy nhớ giúp đỡ những mọi người xung quanh, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn và giúp đỡ những gia đình có công với cách mạng. Bài học cuối cùng mà cô Hương muốn nhắn nhủ với các con đó là mỗi bạn hãy tự nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật lớn, ước mơ lớn để có thể tự giúp đỡ chính mình, giúp đỡ những người xung quanh và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh. Nếu các bạn còn có những bài học nào khác thì hãy comment ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Các con có thấy bài học ngày hôm nay rất hay và ý nghĩa không? Để được nghe và chia sẻ những câu chuyện về Việt Nam tiếp theo, các con hãy like và đăng ký kênh ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo.